đây với cô nhá. À, đứng lên con. Đứng lên. Đứng lên này, đây với cô nào. Bình ơi, mình lại đây với cô con. Đứng lên. À, này, à, đây nào. À, các con ơi, cô xin giới thiệu. Hôm nay có các cô giáo tới dự lớp mình. Xem chúng mình học có ngoan và giỏi không ấy. Chúng mình hãy quay lại đây, có quanh tay cho các cô nào. Chúng con chào các cô ạ. À. Còn có hai bạn nhỏ tới học cùng. À, cùng cho con nhé. Còn có hai bạn nhỏ tới dự lớp mình đấy. Chúng mình sẽ cùng học ngoan và giỏi nào. À, chúng mình hãy cùng đứng lên đây để xem ai tới lớp mình nhá. Ôi, sao đông bạn nhỏ thế nhỉ? Tớ xin chào tất cả các bạn. Con chào tớ nào. Các bạn ơi, các bạn có biết tớ là ai không? Thank you.
chuyện nhá. Chó vàng thấy khỉ con ngã, chạy lại gần và đỡ bạn khỉ con lên. Đỡ khỉ con lên, sau đó nhặt tất cả những vỏ chuối ở ngoài sân bỏ vào thùng rác. Khỉ con cảm ơn chó vàng. Khỉ con đã cảm ơn chó vàng và hứa từ giờ trở đi sẽ không bao giờ vứt bỏ bừa bãi nữa. Và câu chuyện của tớ đến đây là hết rồi. Các bạn ạ, tớ vừa kể cho các bạn nghe câu chuyện khỉ con ăn chuối đấy. Bây giờ tớ mời các bạn hãy cùng nghe tớ, hãy cùng nhắc lại tên câu chuyện với tớ một lần nữa nào. Khỉ con ăn chuối nào, các bạn hãy cùng nói với tớ nào. Khỉ con ăn chuối. Rồi, các bạn rất là giỏi đấy. Câu chuyện khỉ con ăn chuối nói về chú khỉ ăn chuối xong vứt vỏ bừa bãi, và khi chó vàng gọi đi chơi đã vội vàng và dẫm phải vỏ chuối và trượt chân ngã đấy. Và nhờ chó vàng mà khỉ con nhận ra lỗi của mình và hứa sẽ không bao giờ vứt bỏ bừa bãi và sẽ vứt bỏ vào thùng rác đấy. Các bạn ạ, để chúng mình hiểu nội dung câu chuyện hơn, bạn hãy ngồi gần với tớ nào. Để hiểu nội dung câu chuyện hơn, tớ mời các bạn cùng đến góc sách truyện của lớp tớ nhé. Nào, chúng mình cùng đến, đứng lên, đi đến góc sách truyện cùng với tớ nào. Bạn ơi, bạn đứng lên đi cùng với tớ nhé. Đây là góc sách truyện lớp tớ đấy. Nào, bạn hãy đứng đây nào. Bạn đứng đây. Và đây là góc sách truyện lớp tớ. Ở đây có rất là nhiều quyển truyện với những nội dung khác nhau đấy. Các bạn ạ, tớ xin giới thiệu các bạn là quyển truyện tranh nổi có tên Khỉ con ăn chuối. Và quyển truyện tranh này cũng do chính tay tớ làm đấy. Các bạn có muốn nghe tớ kể và xem những bức tranh nổi ở trong câu chuyện này không? Thế vậy bây giờ tớ mời các bạn hãy cùng ngồi xuống. Nào, chúng mình hãy cùng ngồi xuống xung quanh đây để nghe tớ kể câu chuyện nhé. Nào, các bạn hãy ngồi dịch ra nhé. Ngồi dịch ra để các bạn nào cũng được xem tranh ở bên phía bên trong nhé. Nào. Đây, bạn ơi, bạn ăn ngồi ra bên ngoài nào, ngồi dịch ra bên ngoài cho các bạn phía sau còn ăn ra ngồi bạn xem tranh nhá. Đấy. Con ở đây có chuối rồi. Đây nào, tớ mời bạn Minho nào, Minho ngồi dịch ra đằng sau nào. Rồi, các bạn hãy ngồi đẹp để lắng nghe tớ kể câu chuyện này. Câu chuyện khỉ con ăn chuối. Một hôm, khỉ mẹ đi chợ về mua cho khỉ con một nải chuối. Khỉ con thích lắm. Cảm ơn mẹ. Sau đó, khỉ con bê nải chuối ra ngoài bàn ăn. Ăn xong, khỉ con vứt bỏ chuối ra cửa sổ. Ăn hết nải chuối, khỉ con nắng ra ngủ khò khò. Chiều đến, chó vàng gọi khỉ con. Khỉ con ơi, sang nhà bác bò chơi không? Nhà bác bò hôm nay trông nhiều cây và hoa đẹp lắm. Trông nhiều cây và hoa đẹp lắm. Nghe chó vàng gọi, khỉ con vùng dậy, vừa chạy vừa trả lời. Đi chứ, chờ mình một chút xíu. Vừa dứt lời, khỉ con trượt chân ngã một cái thật đau. Hóa ra khỉ con ngã do dẫm phải những vỏ chuối mà hồi trưa vứt bừa bãi ngoài sân đấy. Thấy khỉ con ngã, chó vàng chạy lại đỡ bạn khỉ con lên.
Khỉ con thấy vậy cảm ơn và ngượng ngùng nói với chó vàng: cảm ơn chó vàng nhé, lần sau tớ sẽ không bao giờ vứt bỏ bừa bãi như thế nữa đâu. Chó vàng mỉm cười và hai bạn cùng vui vẻ tới nhà bác Bo chơi. Câu chuyện tớ kể đến đây là hết rồi. Các bạn ạ, vừa rồi tớ đã kể cho các bạn nghe câu chuyện khỉ con ăn chuối. Và các bạn ơi, tớ có một số câu hỏi về nội dung câu chuyện muốn thử thách các bạn đấy. Các bạn có muốn tham gia thử thách cùng với tớ không? Vậy các bạn hãy cùng lắng nghe và chú ý lên đây nghe tớ hỏi nhé. Nào, chúng mình đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Chúng mình cùng lắng nghe này, tai tinh nhá. Tớ đố các bạn biết trong câu chuyện có những nhân vật gì? Nào, bạn nào giỏi nào? Tớ mời bạn An nào. Bạn An ơi, trong câu chuyện khỉ con ăn chuối có những nhân vật gì nhỉ? À, có khỉ con đúng không? Còn có ai đúng không nhỉ? À, còn có khỉ mẹ. Còn có bạn nào đúng không? Còn có bạn gì nhỉ? À, còn có bạn chó vàng đúng không nhỉ? Bạn An rất là giỏi. Gửi cho bạn An một tràng pháo tay nào. Trong câu chuyện khỉ con ăn chuối có mẹ, khỉ mẹ và khỉ con, còn có chó vàng nữa đấy. À, tớ mời bạn xíu ngồi ngay ngắn để lắng nghe tớ hỏi một câu hỏi nữa nhá. Nào, tớ sẽ chúng mình cùng lắng nghe nào. Tớ đố các bạn biết ai là người mua quả chuối cho tớ ăn nhỉ? À, tớ mời bạn xíu nào. Ai là người mua chuối cho tớ ăn nhỉ? Rất là giỏi. Mẹ khỉ đã mua chuối cho tớ ăn đấy. Vậy khi mẹ khỉ mua chuối cho tớ ăn, ăn xong tớ làm gì với quả chuối nhỉ? Tớ ăn xong tớ đã vứt bỏ chuối ra cửa sổ đúng không? À, các bạn giỏi quá. Bạn ấy bạn ấy không giống như bạn khỉ đúng không? Bạn đã ăn xong và vứt bỏ vào thùng rác đấy. Chúng mình hãy cùng giống bạn nhím nhá. Nào, các bạn ơi, còn một câu hỏi nữa đấy. Chúng mình cùng chú ý lắng nghe này. Khi khỉ con ăn xong, chúng mình cùng lắng nghe nhá. À, lát nữa chúng mình sẽ cùng trò chuyện với quyển tranh này nhá. Nào, các bạn ơi, khi khỉ con ăn chuối xong vứt bỏ ra cửa sổ, chó vàng đến gọi khỉ con đi chơi và khỉ con đã vội vàng chạy đi chơi và đã bị ngã đấy. Các bạn có biết vì sao khỉ con bị ngã không nhỉ? Nào, tớ mời bạn nhí nào. Khỉ con bị ngã vì sao nhỉ? Bạn là tớ mời bạn thỏ con nào, thỏ con có thể giúp bạn các bạn không? Vì sao? Tớ giúp nhá. Theo tớ ấy, thì là bạn ấy dẫm vào quả chuối bạn bị ngã đấy các bạn ạ. Theo các bạn có đúng thế không nhỉ? Đúng không? Bạn thỏ rất là giỏi đấy. Bạn khỉ con đã dẫm phải quả chuối mà hồi trưa vứt bừa bãi ngoài sân nên đã bị ngã đấy. Mình hãy cùng lắng nghe một câu hỏi nữa rất là khó luôn này. Bạn khỉ con bị ngã và chó vàng đã chạy ra đỡ khỉ con dậy. Bạn khỉ con đã nói gì với bạn chó vàng nhỉ? Sao? Tớ bạn ngồi dịch lại đây nào. Bạn khỉ con đã nói gì nhỉ? Tớ giúp các bạn nhé. Khỉ con đã nói cảm ơn chó vàng và hứa sẽ không bao giờ vứt bỏ bừa bãi nữa đấy. Các bạn nhớ chưa? Vậy thì khi các bạn ăn xong, thì các bạn ăn quả xong, các bạn sẽ bỏ, chúng mình sẽ làm gì nhỉ? Chúng mình rất là giỏi. Thì các bạn ăn xong, các bạn nhớ phải vứt vỏ và hột vào thùng rác nhá. Đừng vứt mông tôm kiểu ngã như tớ đấy. Bạn Nấc ơi, bạn Nấc đã nhớ là khi ăn xong bạn Nấc phải vứt bỏ vào thùng rác chưa?
nhớ lần sau khi ăn xong bạn phải vứt vào thùng rác nhá. Và các bạn ơi, tớ có lớp tớ có một góc rất là đẹp và tớ cũng rất thích góc đấy. Và bây giờ tớ muốn dẫn các bạn đến góc đó để nghe tớ kể chuyện đấy. Các bạn có muốn cùng đi với tớ không? Tớ mời các bạn cùng đi với tớ nào. Nào, đi. Bình ơi, mình đứng lên đi với tớ nào. Các bạn đừng chen nhau nhé, chúng mình đứng nhẹ nhàng đi nào. Bạn lớp ơi, bạn lớp đi với tớ nào. Các bạn đã nhìn thấy tớ. Và đây, tớ xin giới thiệu với các bạn. Đây là sân khấu rối que của lớp tớ đấy. Chúng mình nhìn có đẹp không? Đẹp. À, rất là đẹp đúng không? Và góc này tớ cũng rất là thích. Các bạn ơi, các bạn hãy đứng đây và xem có gì nhá. Xin chào các bạn nhỏ. Các bạn có nhận ra tớ là ai không? Bạn Thủy. À, các bạn giỏi quá. Tớ chính là Thủy con đấy. Các bạn ạ, tớ sống ở trong rừng và tớ rất thích trèo cây. Và nên tớ trèo cây rất là giỏi. Các bạn có muốn làm những chú khỉ con trèo cây giống tớ không? Có. Nào, mình hãy giả làm những chú khỉ con trèo cây nào. Trèo cây. Sống ở trong rừng nên thường xuyên trèo cây nên không bị ngã. Các bạn nhỏ đừng nên bắt chước tớ trèo cây nhá. Chúng mình chỉ giả làm những chú khỉ thôi. Và các bạn cũng tớ có một câu chuyện muốn kể cho các bạn nghe. Các bạn không muốn nghe tớ kể chuyện không? À, vậy tớ mời các bạn hãy cùng ngồi lùi lại phía sau để nghe tớ kể chuyện nhá. Ngồi xuống để nghe bạn thì con kể chuyện nhá. Đúng rồi. Nào chúng mình ngồi đẹp nha. Nghe bạn thủy con kể chuyện nào. Đầu tiên quá. Đầu tiên quá. Một hôm thủy nghe đi chợ về mua cho thủy con một giải chuối. Thủy con thích lắm. Cảm ơn mẹ. Thủy con bê lại chuối ra bàn ăn. Thủy con ăn xong vứt vỏ ra cửa sổ. Ăn hết lại chuối, thủy con lăn ra ngủ khò khò. Chiều đến, chó vàng sang gọi. Thủy con ơi. Thì con có sang nhà bác bò chơi không? Nhà bác bò hôm nay trông nhiều cây và hoa đẹp lắm. Thì con nghe chó vàng gọi, vung dậy và vừa nói vừa chạy. Đi chứ, chờ mình một chút xíu. Vừa dứt lời, thì con trượt chân ngã một cái thật lâu. À, hóa ra khỉ con ngã do dẫm phải vỏ chuối mà hồi trưa vứt bừa bãi đấy. Chó vàng thấy khỉ con ngã, lôi chạy lại và đỡ khỉ con lên. Sau đó nhặt những vỏ chuối ngoài sân vứt bỏ vào thùng rác. Khỉ con thấy vậy cảm ơn và ngượng ngùng nói với chó vàng. Cảm ơn chó vàng. Lần sau, mình sẽ không bao giờ vứt bỏ bừa bãi nữa đâu. Chó vàng mỉm cười và hai bạn cùng nhau đi đến nhà bác bò chơi. Và câu chuyện của tớ kể đến đây là hết rồi. Tớ thấy các bạn đến lớp tớ. Nào các bạn đến này lên với tớ nào. Hôm nay tớ thấy các bạn đến lớp tớ. Nghe tớ kể chuyện rất là ngoan đấy. Vậy các bạn có biết hôm nay tớ đã kể cho các bạn nghe câu chuyện gì không? Câu chuyện gì nhỉ? Câu chuyện gì? Các bạn có biết không nhỉ? Các bạn ơi, các bạn đến này lên với tớ nào. Nào, tớ đố đứng đây các bạn.
chuyện gì? Câu chuyện khỉ con ăn chuối. Câu chuyện khỉ con ăn chuối đấy. Đúng rồi, khi ăn chuối xong chúng mình nhớ phải vứt vỏ vào hột hạt vào thùng rác nhé. Các bạn ạ, sáng nay tớ đi học, mẹ đã mua cho tớ một giỏ quả rất là ngon và thơm đấy. Tớ muốn tặng cho các bạn mỗi bạn một quả, mỗi một bạn một quả để chúng mình ăn sau giờ ăn trưa nhé. Nào các bạn ơi, các bạn bên này đây nào, tớ sẽ tặng cho mỗi bạn một quả nào. Tất cả các bạn nào của bạn đây, của bạn đây, đây của bạn, của bạn đấy. Các bạn khi ăn ăn quả chúng mình sẽ làm gì nhỉ? À, chúng mình nhớ ăn xong rồi vứt bỏ vào thùng rác nhá. Rồi mẹ ăn dở thôi. Của bạn đây, của bạn đây. Mẹ ăn dở thôi. À, bạn ấy không thích ăn quả chuối. Năn tớ sẽ cho các bạn ăn xong. Các bạn ơi, và bây giờ tớ sẽ mời các bạn cùng đi ra ngoài chơi với tớ nhé. Sao mà mình cùng đi nào, mình cùng đi chơi nha.